Đức tiến trong sâu trước khi mất, hé lộ khó khăn ở Mỹ. Điều hối tiếc nhất chia sẻ với Thúy Nga trong chương trình ghi hình một tuần trước khi mất. Cô diễn viên Đức tiến nói anh chỉ mong có sức khỏe, thời gian bên con gái, cùng con gái trưởng thành. Mới đây, chương trình Nhà có khách của danh hài Thúy Nga lên sóng, nhận sự quan tâm của nhiều khán giả. Đây là tập có sự tham gia của diễn viên Đức Tiến, được ghi hình khoảng vài ngày trước khi nam nghệ sĩ đột ngột qua đời. Xuất hiện trong chương trình, Đức Tiến có vẻ ngoài tươi vui, khỏe mạnh. Khi Thúy Nga khen anh đẹp trai hơn trước, nam diễn viên đáp, đợt vừa rồi tôi về Việt Nam, mọi người gặp ai cũng ngạc nhiên, hỏi tôi có hút mỡ, tiêm mặt không mà nhìn gọn gàng hơn. Đúng là tôi đã giảm cân, cười đi thật, trò chuyện với Thúy Nga. Đức Tiến kể về sự trở lại màn ảnh rộng với phim Đóa Hoa Mong Manh, cuộc hôn nhân bên Hoa hậu Bình Phương và con gái Madison 4 tuổi. Anh cũng phản hồi những lời đồn thổi lấy vợ đại gia, lấy vợ để định cư Mỹ. Mình là nghệ sĩ nên không tránh khỏi những tin đồn, nhưng tôi tâm niệm tốt xấu như thế nào là do mình quyết định chứ không phải do điều tiếng người ta nói. Cô diễn viên chia sẻ, cựu siêu mẫu cũng cho biết hôn nhân của anh không phải lúc nào cũng màu hồng mà vẫn phải đối diện với những mâu thuẫn, thăng trầm. Vợ chồng tôi ở với nhau, vui có, buồn có, nhưng quan trọng nhất là phải giao tiếp. Chuyện gì cũng nên nói ra để cùng nhau giải quyết. Sau tất cả, chúng tôi vẫn thương nhau. Đức Tiến cho biết việc sinh con, nuôi con tại Mỹ vất vả hơn ở Việt Nam vì vợ chồng anh không có ông bà hỗ trợ. Tuy cực nhọc nhưng nam diễn viên hạnh phúc khi bé Madison chào đời. Con gái là nguồn động viên tinh thần lớn nhất với anh, cũng là quả ngọt giúp vợ chồng sống hạnh phúc hơn. Điều hối tiếc là tôi có con trễ vì tôi từng rất cầu toàn. Tôi muốn có nhà, có xe, có dư ít tiền rồi mới có con. Nhưng khi bước sang tuổi 40, việc có con tự nhiên rất khó nên chúng tôi phải làm IVF, thụ tinh nhân tạo, phóng viên để sinh con, mang cảnh cha già con mọn. Nếu có cơ hội được làm lại thì tôi sẽ sinh con sớm hơn, sinh nhiều con hơn, nam diễn viên bộc bạch với Thúy Nga. Kể thêm về cuộc sống tại Mỹ, Đức Tiến cho biết anh chạy show tương đối bận rộn, nhưng vẫn luôn sắp xếp được thời gian dành cho gia đình. Khi được hỏi về những khó khăn, diễn viên cười xòa cho biết anh chấp nhận mọi điều trong cuộc đời một cách tự nhiên. Ở tuổi này tôi không quan tâm nhiều đến sự vất vả, mỗi ngày đều có những điều khó khăn. Tôi chỉ mong bình yên, sức khỏe, mong dành thời gian cùng con lớn lên, ở bên cạnh con. Cuộc sống luôn có niềm vui nỗi buồn và tôi chấp nhận những điều đến với mình. Cái gì sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi nên tôi không quá đau khổ khi gặp sóng gió, thất bại. Tôi thuận theo dòng chảy tự nhiên của cuộc đời, Đức Tiến trải lòng. Về thăm nhà Thúy Nga, Đức Tiến mang túi mãng cầu Úc, Thái Lan đến tặng với lời chúc nữ danh hài sẽ cầu gì được nấy. Anh cho biết thêm ở nhà, anh trồng vườn cây trái chĩu quả. Nhiều người hỏi mua nhưng anh không bán. Diễn viên trồng cây để thư giãn, mỗi mùa thu hoạch quả để dành thắp hương dâng ông bà tổ tiên và tặng bạn bè. Hôm 18 tháng 5, giờ Mỹ, khi nghe tin Đức Tiến qua đời, nghệ sĩ Hải Thúy Nga bàng hoàng. Cô chia sẻ, tôi làm chương trình này mời Đức Tiến đến 4, 5 lần mà chưa được. Lúc thì Đức Tiến ở bang khác, lúc lại về Việt Nam. Vừa rồi tôi mời Đức Tiến thì anh ấy lại về Việt Nam, bận chạy sâu. Tới khi về lại Mỹ, Đức Tiến chủ động gọi tôi báo là, tôi rảnh rồi, quay hình liền đi không là tôi bận lắm, khó làm với tôi nữa. Tôi nghe vậy liền đặt lịch với Đức Tiến và đã kịp quay hình chương trình 3 ngày trước. Việc Tiến mất như có điểm báo trước mà lúc đó tôi không nhận ra, Thúy Nga chia sẻ. Đức Tiến sinh năm 1980, quê gốc ở Đồng Nai. Anh nổi tiếng trong làng người mẫu vào thập niên 2000, từ đoạt cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010. Anh cũng đóng nhiều phim truyền hình như Trở Về, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Vợ Của Chồng Tôi. Năm 2013, Đức Tiến sang Mỹ định cư, diễn viên và vợ, Hoa hậu Bình Phương, đón con đầu lòng hồi tháng 7 năm 2020. Sau 10 năm kết hôn, hồi tháng 4, nam diễn viên tái xuất màn ảnh rộng sau 12 năm vắng bóng với phim Đóa Hoa Mong Manh do Mai Thu Huyền làm đạo diễn. Diễn viên qua đời vào 23 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5, giờ Mỹ sau cơn đột quỵ.